Bye.
lo thành người ngủ gì nhiều nó béo
Dương bảo sơ con công nhân bắt mẹ gọi cho bảo là chỉ nghe mẹ lường thôi không nghe bố. Ông Dương bảo hùng khái Yến nó chỉ nghe chị thôi, nó chỉ nghe bố thôi, à nghe nghe mẹ thôi, không nghe bố đâu bảo đấy. Mệt lắm rồi. Cái gì 1 giờ không thấy 12 giờ rồi nàng ạ. Đằng nào 11 giờ ăn cơm cho nó ngủ mệt á. Mấy đứa nó mệt lắm rồi. Đứa thì bảo đau chân, đứa thì bảo đau tay, đứa thì bảo đau đầu. Con không đau nhá. Chép khá cơ, chép cùng cơ. Vâng đạo đồ đưa, vầy vông đen đủ đầy. Nó là vì ăn trà tắc vàng. Nhàng đu đưa bà đi. Chép lại thì chả vô đây. Nhàng đu đệ công cơ, nhàng đu nơ bông bông. Nhàng đu đưa là bà đi. Bố mi con một này. Vầy lòng thông tham ăn lớn ngạ bà. Vầy lòng thông tham ăn lớn ngạ bà. Ăn lớn xí nhà, ăn lớn xí bà đi. Mà nó khóc lên hết đâu. Yến trong đấy rồi siêu lì em hết đâu nhỉ, không kêu con nào mí đeo vàng cả đêm mí đeo vàng cái này nhau bèo nó mà phải mà là vàng thì nó phải đeo mình ấy là yên tích bây giờ tụi mày ăn rồi bấy tu đi tu đi chặt chân thả bứng nè cậu nghe ca thương rồi cậu vàng đã tiếp sổ đa
tới nhà cháy rồi đấy. Học tụ tu lên. Ừ này chỉ bằng cái bằng tàu rồi. Cái đánh tàu này. Thôi thế đi đâu đi ra ngoài ngồi đi. Không ra. Sao ra làm này là sắp. Lúc đấy đúng là cái lúc mà muốn tàu thì đã cắn. Nhằm cái thác mai với tài hợp ấy. Nhằm cái thác thả tàng hợp ấy vớ. Cái báo đâu? Báo cái này nhanh nhỉ? Thế là đầy á? Chưa còn một vạch nữa mà, kia nó không nhấp nháy nó mới đầy. Phải vừa hàng tầm một tiêu hè cười. Hàng tầm một tiêu hè cười. Cài quân mẩy bà xì. Cài quân mẩy bà xì quân xài bà xì. Cài quân mẩy bà xì. Giáo lên mới đọt lên thôi mày. Giáo lên sống.
Cô ba chị vừa bảo là ông phải cài rồi. Cái này mình cấp tẻ đâu. Hàng ba tụi bên này hả? Ông con một con sài mà nó cần cho mình cài. Bà vào cây quân mây bà sinh cây đông cây quân sai bà để cây quân sai. Ai ơi sao cái chiếu? Bà cây quân sai con cà tô. Ông con một con sài mà. Ông con một con sài mà. Cây quân mây đã tan quân sai đã rồi. Vậy chú tô khẩu. 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 Con chẳng mung lung mà nó. Thăm nó xem nó lung. Bay. Bà. Ờ, xem nó lung mà nó con một con sai nữa mà. Bạc đo nhang phu cân rê rồng phu vi mơ trong sổ trong tên độc bốc mân vị đang đục đắn nơi kiến tâm. Thế thông hẹn giang cha hậu ca đang mân thó chính đây đang ngày hẹn. Lấy mấy đầu mười nhìn mấy để lấy đi à. Bóc mân nó đang cây nên đang cây bình đang thức tiêu nam và đang hà rồi cũng về đang tiêm vàng đi lên cùng đầu vẫn mạnh và tình chỉ cần nó còn dài và để đam bi học đồ đi căn đồ nó quân bay ra tan quân sai đà màu đang ngó quân mày à kinh ngay chấm đầu u ơ anh dân nó còn sai chân đầu đồng đồng đi đâu chấm ba ra chấm bờ chân đầu đi ngủ cho tiền chỗ văn cây cổ trong cổ cây cây trong văn cây cổ văn cây trong cổ cây cây cắn thác ngay đại lệ thu một kinh đại số về kim ba phải cầm quất lên cao nó mới lại cắt đi được này kim tôi đang ngày á kim đang ngày kim là lập phù tháp kim say con trai mình còn kim 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 là tăng tăng là bốc đang lục tan nguyên lo ở kéo nạn đặc na bao nhiêu tên nạp tí sinh mau lang cầu quân mây à đi đi ô kinh ngài á bao nhiêu kiện nạp tài hạt tặng thần là cầu quân dài này này cầu quân mây đà ta cầu quân dài thế đi đâu trốn quăng súng phới cho một phát đi xong không alo nó băng khéo thì mặt căng nó mới tụt số rồi nó bắt đầu cơ chua đó ra ngoài kia thì đứng vứt phóng xuống sông ra xa thì được rồi. Tính cá chép tông bà ta tính tu con hiệu con. Ai cắp tính cá nhau khai tâm kia. Hả? Ờ. Bảo. Bảo rồi gì thương cầm tay vứt xuống suối ra sao? Cái xe cắm tay. Thank you.
nhiều mà. Câu đi. Ba ơi. Ông mà cái cắt câu vậy, bà bảo tôi thí tôi chung một đứa bên mà. Cái giấy hôm qua cũng chưa cắt câu ở đâu. Bây giờ tôi chỉ chung một đứa bay. Đây cái chiếu mới giải để cắt cầu à. Đây là cái chiếu mà giải đây này. Đây cái áo trên cắt cầu kia xuống để cắt cầu không có cái áo nào đâu. Còn cái áo nó cắt xong này rồi bắt em. Còn có con gà nào không nhỉ? Gà mái này. Bà xem có con gà mái nào không? Bắt về để cắt cầu đi. Mẹ ơi. Lắm. Đưa cổ ráy mi thì đầy không? Tôi vẫn đưa hộ còn đang bị chắc rồi. Mặt trời đang nào bà? Thế đây à? Cho cháu một bát gạo, một bát không? Làm nó mới quen. Sau xem là mình biết. Mình cầu xuống cho cái chén rau rất nhiều vào. Một cái bát gạo, một bát thóc. Bát gạo, bát thóc. Ba gọi bà chủ nhà này lần thứ hai chuyện hai chữ. Một bài mà cầu áo con trai. Bát gà. Kem nam kem nữ xin kem khóc kem na kem.
xếp đi.